Hello anh em nha. Rồi cái này mình mới bán cho anh em một cục IC ECM Airlock khóa Smart Key nha. Đó, mình test tất cả trên xe này ok hết rồi. Ở đây chẳng có IC nào là không nổ hết đó. Về nhà anh em đầu tiên phải kiểm tra cái gì. Thì hôm nay mình sẽ mô phẩm lại cho anh em. Ở tình trạng có rất nhiều anh em mua IC về nhà xong chết. Chết thì anh em bảo là bán IC chết. Nhưng thật ra là anh em sẽ bị chập dây. À, hôm nay mình sẽ mô phẩm cho anh em những cái dòng xe này nó hay bị chập dây thì anh em phải lưu ý. Rồi và anh em nào cần IC thì comment đó mình bán cho mọi người. Rồi cái này lít khóa Smart Key lắp chung với tất cả những dòng xe Avalax, SHMore nha. Yeah. Cái này quý anh em lắp cho SHMore lít K12 và K66G. Rồi kể cả cái này nữa của SHMore khóa Smart Key mình đã ọp rồi. Anh em về nhà lắp cho khóa chìa Smart Key được hết. Đó, đây mình đã test cho anh em hết rồi. Hôm nay anh em nào mua cục này có cái giá hời này. Cái này là K29. Rồi cái này của Smart Key mình đã ọp rồi. Anh em về nhà A, B, Lắc, Lít, rồi SHMore, rồi Sở Mất Kia, Mất Biệt gì đó, mọi người phang được hết. À, mọi người phang được hết. Đây mình sẽ đổ máy này. Đó, thấy không? Đó, mình đổ máy ấy. Đó, anh em nào cần về nhà, chúng ta có thể lắp được 6 dòng xe. Cùng này anh em có thể lắp được 6 đời xe. Lít khóa chìa, lít sờ mất cây, A Black khóa chìa, A Black sờ mất cây, SHMore khóa chìa, SHMore sờ mất kỳ, 6 con xe. Đó, 6 loại xe. Về nhà anh em lắp chung được hết, anh em nào cần thì comment. Ok. Đó. Rồi anh em nào mua về thủ thì chúng ta chia sẻ, mình sẽ chia sẻ cho anh em vài cái cách. Và có rất nhiều anh em IC cứ chết luôn rồi, chán quá thôi ạ. Bớ mình luôn. Anh em hiểu không? Trời chú đen lại về nhà lép IC mà cứ chết luôn à. Chết như kiểu như vạc á. Thì mình sẽ có mới cái vấn đề mình chia sẻ với quý anh em. Hy vọng rằng chúng ta lắp về nhà bớt chết đi. À. Chia sẻ đi anh em. Chia sẻ anh em ơi. Cục nào lắp vào trong này cũng nổ hết. Còn mỗi cục này là mình chưa ọp thôi. Mình chưa ọp thì nó chưa nổ được. Mã mình đã cung cấp cho anh em ở đây 027314586. Anh em về nhà đồng bộ cái mã ECM ID này với hộp SU. Còn anh em muốn đưa lên đây thì anh em ọp đây, K12. Rồi cái này khóa chìa. Anh em nào cần ôm luôn vào bờ. 76 chào 77, 77 chào 76. Rồi bây giờ chẳng có xe nào mà IC này chết vô duyên cả. IC này rất cực kỳ khó chết nha quý vị, trừ khi nó bị chập dây. Rồi lỡ may mắn vào nhà anh em mà chập hay là bị nổ IC ở trạng thái cái gì đó, nổ pit ở đây lên. Đó, xùi lên ở đây. Thì đầu tiên cái gì? Cầu chì ok. Mà IC bị xì khói. Thì anh em hãy kiểm tra những cái bước cơ bản.
Rồi, đầu tiên thì anh em hãy rút TPS ra. Bởi vì TPS ở đây sẽ có một cái điện áp VCC là cái nguồn 5V từ IC. Rồi, trong cho nó một cái điện áp giá trị đúng chuẩn 5V, không được sụt áp nha. Không thể nào mà 2 đến 3V được. 2V thì IC cũng toang. Và 0V thì IC cũng toang. Đó. Thì nó đơn giản thôi, anh em rút ra. Đo cho mình ở trạng thái tắt khóa điện. Ở đồng hồ ở trạng thái đo thông mạch, đồng hồ kêu pip pip. Anh em đo một giây nguồn 5V đấy thông ra mắt sườn không? Thông. Thì ở đây có hai trường hợp xảy ra, một là IC, hai là chập dây. Đó. Thì bây giờ anh em muốn đo để nó chập dây ra sườn hay là bị chập ông trong IC thì anh em hãy rút con IC ra ngoài. Đó, anh em sẽ rút con IC này khỏi cái rắc ECU ra. Rút ra ngoài. À, rút một cái đầu trong này thôi. Đó, đầu rắc IC. Rồi anh em đo lúc này không thông ra sườn nữa. Thì chỉ đo là đường dây tốt. Thì lúc này chết mạng IC. Đúng chưa nào? Đó, rút cái rắc này ra thôi. Cái này bị rơi cái bể ngay anh em này. Đó, rút ra nó cắm đầu rơi cái nó bể ngay bởi vì IC này khá là nặng. Thì lúc này chúng ta sẽ kết luận rằng con IC này hư. Đó là một cái bài để anh em phải test và đồng thời chúng ta phải kiểm tra như vậy. Nhiều lúc cái dây này nguồn 5V nó chạm mát. Đây nó chập ở trong này này. Đúng không? Đấy, nó thông với mát chung cảm biến nó vớ vẩn. Anh em phải đo như vậy. Chỉ cần bây giờ rút ra cái đo không thông với sườn nữa. Đó là ok, dây tốt. Hay. Và vấn đề có rất nhiều anh em ở đây trạng thái xe người ta vào ở trạng thái công tơ này không lên thôi. Xe khách hàng có nhu cầu vào nổ bình thường, người ta bảo ờ em trai ơi, em kiểm tra cho anh cái công tơ này, anh tự nhiên lên ga nó không lên nữa. Vậy mà chết IC. À, không biết là anh em làm kiểu gì, anh em bới tá lả ti tung đường dây điện ra. Đúng không? Bới ra. Thứ nhất dây điện nó sẽ chạy ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới cái cổ boe. Đấy, và đồng thời nó sẽ chạy ở dưới cái boe. Nó chạy ra cảm biến bên sau. Đây, nó nằm ở đây. Thì không biết là các bạn mở ra, các bạn nghịch trọt thế nào. Ở trong này sẽ có một cái điện áp 12V để nuôi cho VS và một dây mắt chung. Thì vô tình lúc này anh em lại thợ, anh em không lưu ý, anh em lại không biết gì, anh em lại chập cái dây tín hiệu xung từ cảm biến VS này đâm thẳng lên đồng hồ và về IC để hoạt động ăn lên xít tốt. Thì lúc này anh em vô tình anh em chập vào nhau thì IC nổ pẹt. Đó, và dưới này anh em hãy nhớ kiểm tra cái dây VS. Cái dây VS ở dưới này anh em không để nào nó chập vào 12V. Thì chắc chắn anh em biết rồi. Ở đây mình sẽ lấy con xe này mình mô phỏng cho mọi người dễ hiểu ấy. Đây. Đấy, thì chúng ta phải kiểm tra những cái bước cơ bản như vậy. Tùy theo nó chết ở đâu. Đó, cái dây này nó hay bị đứt ở dưới boe. Thì ở đây sẽ là đen hoặc là đen sọc trắng. Đa số là đen sọc trắng khá là nhiều. Nó sẽ làm cái điện áp 12V. Xăng sọc đen nó sẽ là mát chung. Mát để nuôi cho cái VS. Và cái này sẽ là một tín hiệu xung. Tùy theo phụ thuộc vào xung nhanh xung chậm. Nhờ vào cái bánh xe quay. Đó. Thì lúc này cái dây này sẽ làm cái trạng 3 phi lên đồng hồ và đồng thời tới ECM. Để làm gì? Hoạt động Alin. Lên đồng hồ để báo tốc độ. Thì nhiều lúc anh em quẹt vào nhau. Nên anh em làm điện thì chúng ta phải hiểu đơn giản cái cơ bản ở đây. Bởi vì anh em không biết cái gì cả. Học thì anh em không chịu học. Tài liệu thì anh em không mua. Anh em cầm bất một cái vấn đề gì trên hệ thống phun xăng điện tử thì anh em phải biết nó là cái gì. Biết nó là mát. Biết nó là VCC 5V. Biết nó là 12V. Biết nó là xung. Mà phải biết nó chạy từ đâu tới đây. Có nhiều lúc anh em vô tình anh em cứ mẹ quẹt. Thế là anh em ngâm thì xe chết ngay. Đó, chết ngay lập tức. Chết mà chúng ta không ngáp kịp luôn. Thì nhiều lúc thật sự anh em đền vô duyên khi một con xe cắt bộ. Khách hàng mang vào ở trạng thái nổ máy hoạt động bình thường. Có mối VS này không lên thì anh em chọt làm sao. Lúc này khách hàng đã đề không được luôn. Thì chúng ta phải trả giá. Được chưa? Đó, anh em phải, cái quan trọng. Rồi, mình sẽ mô phỏng cho anh em thêm một tí nữa ở đây.
cái ba pha ở đây có rất nhiều, không biết là anh em tay chân chúng ta lộn thộm như thế nào. Ở đây là ba pha thì lúc này từ IC nó sẽ chạy một cái đường điện, nó bó ở trong cái bó dây này, ăn ôm sát cái khung đấy, và đồng thời nó sẽ đây, và đồng thời sẽ đưa một cái điện áp xuống cột ba pha. Không biết anh em đo kiểu gì mà để ba cái dây này nó chập vào nhau thì IC này lên đường ngay lập tức, chết cực nhanh. Nếu nhanh lắm thì cháy cầu chì, không có là chập IC luôn. Bởi vì ba cái dây này rất sát, anh em chỉ cần cạ, chúng ta chỉ cần khởi động khi nhấn nút đề thì lúc này IC chết cực nhanh. Ở đây nó hở như vậy mà không biết là anh em chọt kiểu gì vào mà nó để chập vào nhau. Thì Tuấn đã chia sẻ cho quý vị và anh em thợ máy làm cái nghề này, chúng ta không thể nào tay lại nhanh hơn mắt được, anh em hiểu không? Chúng ta xin ra cái mắt để chúng ta phải nhìn, nhìn đúng mục tiêu, nhìn nơi cần đến, nhìn cái chúng ta cần chọt, nhìn cái hướng đi ở đó có chông gai hay không, nhìn ở đó có là cái hố sâu không hay là cái vực thẳm để chúng ta phải ngừng cái bước chân. Nên chúng ta ở đây làm nghề đôi khi chúng ta bị sơ ý là mắt lại chậm hơn tay và chân. Bởi vì chúng ta không phải là đi cướp giật. Đấy, đúng không? Chúng ta không phải đi cướp cơ hồn mà phải cần đôi chân và đôi tay thật nhanh để cướp lấy cái đó. Mà ở đây anh em phải hiểu rằng chúng ta đang làm điện. Mục tiêu cái mắt chúng ta là phải chuẩn và đôi tay không được run. Có đôi tay nhiều, anh em cứ dùng cái đồng hồ chúng ta cứ như thế này thì thật sự những cục IC này tàn phá anh em, và đồng thời cái giá tiền anh em bỏ ra nó khá là đắt. Làm cái gì đặc biệt là huấn luyện phải đôi tay. Đôi tay này chẳng có thầy nào chỉ các bạn cả. Thầy bà chỉ cho anh em là cái kiến thức. Ồ, một cái điện áp từ IC cấp xuống cuộn. Dây này tín hiệu. Dây này là gì? Bản thân đôi tay này là của anh em mình. Con mắt là của anh em mình. Không có thầy bà nào trên Việt Nam này mà cho anh em cái mắt sáng, cho anh em được đôi tay giỏi cả. Cái đó là cái tư duy của chúng ta. Bản thân của nhiều người thầy mẹ mắt còn chưa nhìn thấy đường thì lấy đâu mà dạy trò. Đấy, cái cuộc sống này nó là vậy. Và cái nghề FI này thì chúng ta chỉ cần đôi mắt nó mờ đi thì chúng ta đã luộm thuộm rồi. Luộm thuộm ở đây tất cả về cái động cơ, nồi niêu, xử lý FI. Một cái xe được chạy hoàn toàn ok, chúng ta phải cần bài nồi, động cơ, FI. Đấy, chưa kể là xăng cộ, pha, tạp chất, rất nhiều trên con xe. Thì hy vọng rằng mình chia sẻ clip này, anh em chịu khó nâng niu. Đó, nâng niu đôi bàn tay. Không khó, đề từ này không khó. Đấy. Cái quan trọng là các bạn không chịu nhớ và không chịu học. Ở vấn đề ở đây cặt cặt mình đã bảo rồi. Cái bu lăng ở đây quay phát là xong, là loại trừ cái động cơ. Còn mình nói cho anh em cái cuộn điện này loạng quạng nhá. Cái xe này nhá, cuộn điện này nhá, chưa hư người đã chết trước nó. Một cái cuộn điện này thật sự không bị cái gì va chạm vào, cuộn điện này chạy thiên thu lục địa luôn. Bởi vì anh em mình thấy ở cái cuộn đồng người ta quấn quá kinh khủng. Và cái dây người ta quấn rất chặt. Đó, nó vẫn lề còn lại là CKB và cái cục này thôi. Đấy, thì anh em hãy chịu khó. Rồi, cảm ơn mọi người. Ham xem ăn quá thì ở đây mình bán cho mọi người. Mọi người nhớ về nhà kiểm tra cho mình. Đó, 5V xem có cạ không. Đấy, VS xem có thông vào đâu không. Và nhiều lúc chết mặt 3 pha này anh em phải đo nữa. Không phải là chết IC các anh em cắm bục vào. Nhiều lúc 3 dây 3 pha này nó đang cạ ở trong này. Bởi vì 3 pha không được cạ vào nhau nó sẽ tẹt lửa. Đó là trong quy luật. Không bao giờ quẹt vào mát. Không bao giờ có. Bởi vì 3 pha mà. Đấy. Còn khi mà nó dính vào nhau thì đương nhiên nó sẽ tẹt. 3 pha nó phải song hành như thế này. Không được cạ. Mà lỡ dây ở trong này nó bị cạ thì đương nhiên nó sẽ toang. Và từ ba cái ba pha này không được cạ với khung sườn ở trong này, xong tiếp tục ở đây nữa, ba dây này không được cạ với thằn hoặc là lốc máy. Bởi vì có rất nhiều anh em làm động cơ, chúng ta nhét
cái rác ba pha ở cao su này vào cái gờ này rất tệ hại. Ở trong này sẽ có ba cái ba pha nó chạy xuống đây và anh em phải đưa vào cao su vào gờ. Và ở đây có rất nhiều anh em học viên người ta nhét những cái đó vào rất ẩu. Và nó sẽ là gì? Sinh ra lâu ngày chạy rung, chạy cạ, nó sẽ cạ vào cái lốc. Thì lúc này cái dây điện nó sẽ bị ten ra. Thì chúng ta lúc này sẽ tiếp tục đề và nó sẽ cạ. Cạ đồng thời IC lại tiếp tục lên đường. Đó, thì anh em phải lưu ý. Cái đơn giản, cái này anh em chưa làm được này. Một người thợ chưa làm được là chưa làm được cái gì? Mỗi ốc cánh quạt, ba con ốc cánh quạt không lắp được thì chúng ta phải nên đi học. Ba ốc cánh quạt này có rất nhiều người thợ ở đây lắp máy xong về nhà có mối treo cái cánh quạt bắt vào ba con ốc không mà chết cả IC cho tới quận. Bởi vì các bạn không hiểu rằng ba cái ốc ấy nó dài hơn một tí nó sẽ cạ vào quận. Thì lúc này các bạn kích hoạt lại IC và quận hư luôn. Tại sao các bạn lại vô tình như vậy, vô ý như vậy? Các bạn và anh em tháo ba con ốc ở cánh quạt ra, các bạn bỏ vào trong cái bu lăng luôn. Đó, các bạn đừng có vứt lung tung ra một cái mâm nó như thế này. Khi các bạn chưa nhớ, các bạn ở đây là một cái ẩu cực ẩu. Khi ốc các bạn chưa nhớ và các bạn tháo, các bạn cứ quăng như kiểu đúng rồi, quăng như kiểu chúng ta là một người thợ đẳng cấp. Còn làm cái nghề này không ok nữa, cắt cái ruột xe ra, bảo vợ ngồi dặn cắt cho một cái túi ruột, hoặc là làm biếng thì chạy ra chợ mua một bọc dây thun, đúng không? Mẹ mua 5.000 bạc về nhà treo ngay cửa hàng á, ốc nào tháo ra quấn nó lại, quấn nó lại dùng tí nữa nó cứ đều như nhau là chúng ta xỏ vào. Thế là bây giờ khách nó hối, thế lắp vào xong nó cạ quận đề cái xong bay phải 4-5 triệu nha anh em. Nó bay cho anh em đền, hầu như anh em chỉ có thảm khóc làm cái động cơ không đủ tiền đền. Chết vì ba con ốc bắt ở cái cánh quạt. Đè phát bu lăng, xịt cái là xong con này luôn. Em ốc à, bắt ba con ốc dài thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm nghề không tài, không giỏi gì cả. Làm nhiều thì ắc ở trong bộ đầu của mình có bài học thôi. Chẳng có tài giỏi cái nghề này cả. Cái nghề này chỉ cần biết là một con ECU, CPU như một cái máy tính vậy thôi. Hiểu về nó phải là vào và ra, nó xử lý ở trong cái tần số cực nhanh. Gọi là có thể là mẹ một tương lai người này chẳng có gì, trong vòng một năm sau người ta có rất nhiều tiền. Đó là người ta nảy số và cái thời vận người ta đến. Thì làm con xe gì chỉ cần biết là tín hiệu đầu vào thì đương nhiên phải có tín hiệu đầu ra, ra rồi lại vào, vào rồi lại ra. Làm sao để như vậy? Và biết là sao? Đó là điện áp 12V, đó là 5V chấm hết trên con xe FI. Đó là tín hiệu xung hay là cái gì? Làm con xe chỉ cần một người thợ biết tới đó rồi. Và quan trọng chúng ta có rất nhiều ban, trong tương lai chúng ta sẽ có vào đây hết. Đấy, thì mọi người chịu khó làm vấn đề đấy. Thứ nhất là gì? Mình may mắn được anh em gọi hàng ngày. Rồi, bắt bận xong anh em chốt ban. Đấy, có rất nhiều cái ban nó cực kỳ nó dễ, nhưng đôi khi anh em cứ làm trước thì lại quên sau. Làm trước quên sau. Đó, thì nó toan. Mệt mỏi lắm. Đơn giản có một xe vào khởi động cũng được mà nhiều anh em vẫn làm không được. Không biết là em phải dạy như thế nào nữa. Bởi vì mọi người không nhớ được. Mọi người không nhớ nổi. Mọi người nghe nó rít rắc trên một con xe. Đấy. Đúng rồi, ok anh phố núi. Tự nhiên chúng ta cứ tự động chúng ta sẽ làm một cái chết. Chết ở trạng thái vô duyên. Đó, chết một cái cảm thấy nó quá là vô duyên cho nghề sửa xe này. Thì mình bảo rồi, ăn bao nhiêu thì cũng hết. Đó, ăn bao nhiêu cũng hết, chơi thì bao nhiêu cũng hết. Thì thay vì những anh em nào yếu thì chúng ta mua con xe về. Thứ nhất là phục vụ cho cửa hàng mình có xe đi lại. Thứ hai là mở ra. Nhưng anh em ở đây có cái nó tệ ở vấn đề này, anh em không dám đầu tư con xe ga, và nhiều anh em có xe ga thì anh em chẳng dám mở.
Nhiều anh em bảo với tôi là mở ra nó mất thời gian, mở ra chẳng có tiền thì mọi người chẳng học, thì lấy đâu ra rút kinh nghiệm. Rồi mọi người mua được con A Black hoặc là con Lít giống Tuấn ở đây, nó tầm khoảng 20 triệu đổ lại. Lên trên mạng chịu khó có mới thắn IC chết, mua lại con 100-200 ngàn về nhà lắp vào để chúng ta có kinh nghiệm. Mua tôi 5 cục IC 1 triệu, đúng không? Đó, mua con IC này chết ở vấn đề này. Thấy anh em kia lại ở lỡ may chết IC, nhắn tin với người ta: bạn ơi, anh ơi, con IC khách hàng để lại anh có bán không, để về nhà em bọc 200 nghìn. Thì tay nghề mọi người lên được. Mọi người không muốn khổ mà mọi người lại cứ muốn thành công thì không có. Đấy, có làm thì mới có ăn. Đấy, muốn làm mà mùa không làm mà muốn có ăn thì không có được. Đấy, làm sao để thành công thì tùy theo cái tư duy của chúng ta và anh em mình may mắn hay không. Còn cái FI này chẳng có tài mẹ gì cả, nhá. Nếu tài thì tất cả Việt Nam người ta công nhận người đó là tài, người đấy giàu lâu rồi. Ví dụ trên Việt Nam này chỉ cần một người thầy nào đẳng cấp nha, thì thật sự người thầy đấy một tháng, một năm mở khoảng 10 khóa học, mở liên tục. Đó, một khóa tôi nói đơn giản cứ 20 anh em đi, đào tạo cho vòng 10, 15 ngày, 20 ngày gì đó, đúng không? Tháng làm phát, một năm 12 tháng là 12 khóa. Đấy, cứ một người 10 triệu đi, một nhóm 20 người có 200 triệu. 10 khóa chúng ta sẽ có 2 tỷ. À, 12 khóa chúng ta sẽ có 2 tỷ tư. Thì thiếu gì ở Việt Nam này tới bái thầy để học. Bản thân tôi cô đây cũng đi học, nhưng thầy ở trên Việt Nam địt mẹ toàn thằng nói phét. Học kiến thức hay không là do cái đầu não của chúng ta. Hay là ông này bảo sửa xe giỏi, làm nồi giỏi, địt mẹ ế thối mồm luôn. Nếu làm xe giỏi, làm nồi hết gợn thì cái cửa hàng ấy luôn luôn đắt đỏ. Có thể chúng ta mở cái showroom, chúng ta có thể là mẹ mua luôn lô đất khoảng 300 m², mở ra trong tay lúc nào khoảng 15 anh em thợ xử lý nồi liên tục, làm hết năm này qua năm khác không bao giờ hết việc. Thứ nhất là phục vụ hết ở khu vực chúng ta. Chưa kể là những anh em hoặc là khách hàng ở trên thế giới, ở trên Việt Nam gửi xe hoặc là gửi nồi cho cửa hàng ấy xử lý, hoặc là một ông thầy đấy. Thằng mẹ nào cũng lên trên mạng hot hay để kiếm tiền hết. Mục tiêu là kiếm tiền. Đấy, nên trường đừng có hỏi là mẹ cầm cái máy này ra bận, hoặc là thầy này hoặc là ông kia làm hết gợn, đói thối mồm hết. Lo mà mở cửa hàng ngày mẹ cúng ông địa thần tài, lo mà kiếm triệu 2 triệu là cái điều hạnh phúc hết cả cuộc đời này rồi. Tôi dám đảm bảo với anh em một câu đó luôn. Có rất nhiều anh em đi vào những trường đẳng cấp, học rất nhiều tiền về làm được cái mẹ gì. Ngoài ra là phải có xe. Đấy, học về cái xuống núi về, về nhà phải đầu tư xe bục liên tục. Bục liên tục. Đó. Còn tôi nói đấy, ở trên Việt Nam này các thắng giỏi á, bên nước ngoài người ta đón các thắng đi hết rồi. Hãng Honda, Nhật mời các thắng đi hết rồi. Mẹ bởi vì các thắng quá giỏi mà, các thắng chuyên sâu mà. Các thắng hơn cái đầu kỹ sư mà, sản xuất ra con xe này nó bị lỗi mà. Nguyên ngay một cái những cái hãng lớn nó mời các thắng đi ngay. Đấy, còn không phải ở trên mạng này mẹ hot để ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Nhiều anh em lâm lũi mẹ kiếm được đồng tiền bát gạo, mà đôi khi chúng ta cứ chứng tỏ ta là trời Âu. Tôi nói luôn là trên Việt Nam này có thầy nào giỏi tôi đi học đầu tiên luôn, bao nhiêu tiền tôi không tiếc. Vấn đề ở trên mạng Việt Nam này có rất nhiều anh em thợ nhiều tiền, rất nhiều người thợ nhiều tiền. Nếu một người nào tài giỏi thật, áp đứng cho người ta, mang lại cái thương hiệu hiệu quả, bao nhiêu tiền cũng đổ. Bởi vì chơi với những người có tiền nó chẳng bao giờ nghĩ về tiền đâu. Nó cần cái sự đẳng cấp. Có thể nó bỏ ra 50 triệu hay 100 triệu nó học cái khóa 15 ngày về nhà trong vòng tháng lấy lại vốn. Nhưng về nhà có làm được cái mẹ gì? Vào thầy nào thì điện tử, nào thì IC mờ hết cả mắt rồi. Đấy, cứ học thì về nhà gặp bạn bận nó hoàn toàn khác nhau. Thì hy vọng rằng anh em vậy. Mua con xe Lít giống tôi, về nhà lên mạng thắng nào làm chết IC mua 5 cục là 1 triệu. Con này cho mua luôn 18 triệu. Đầu tư 5 con IC 1 triệu là 19 triệu. Về nhà các bạn bật hết cho tôi, các bạn phá hết cho tôi, các bạn hạ luôn cả máy. Được chưa? Rồi các bạn bóp cò xăng cò xả. Các bạn lấy cái trọt bét, các bạn ngoáy bét, thay bét 10, bét 150 vào để các bạn phân tích.
Rồi các bạn vứt bỏ van từ cầm chừng nhăn tắt là bô e này, các bạn lấy băng keo các bạn dán lại bô e lọc gió, các bạn phân tích cho tôi. Được chưa? Rồi ở đây sẽ là cái co bô e, các bạn lấy cái lỗ nhỏ các bạn bịt lại, cho gió nó vào chậm hơn. Thì điều gì xảy ra với chiếc con xe? Thì đó là cái điều đó là hết bài với anh em rồi. Rồi 125 bóp kim 110, 125 đi kim 150, xúc bắp xăng bóp lại, bóp xúc bắp xả. Được chưa? Rồi van từ này bịt lỗ, tháo ra vịt, cứ miễn sao những sợi dây này không chạm ra mát, ở trạng thái ngâm lâu thì xe không bao giờ chết. Mở cái e bô e này ra, lấy cái gì nhét cho đường gió nhỏ lại. Rồi to nhỏ to nhỏ. Mở cái bô e này ra, lấy băng keo dán lại. Thì tôi nói có cái gì mà không phân tích trên con xe này được, đúng không? Gió bóp lại, bóp gió, bóp xăng, mở xăng, bóp xúc bắp xăng, bóp xúc bắp xả. Còn cái gì trên con xe này nữa không mà anh em làm không được? Bởi vì anh em không dám chơi ở vấn đề đó. Đéo ở đâu mà cầm cái máy để bắt ba bận. Mẹ những cái thằng trời Âu phét lác. Ở đây máy gì không có. Đó, ở đây máy gì không có. Nè, cục to, cục nhỏ, thứ gì cũng có hết. IC ở đây làm gì không có. IC chở chị có sợ là đi không nhìn bấp té thôi. Anh em hiểu không? Đó. IC chỉ có sợ đi vào vấp té thôi. Đừng có nói là cái ban này, đừng có nói là cầm cái máy này phân tích cái mẹ gì. Tôi ghét nhất những cái thằng đó. Làm giết có kinh nghiệm. Các bạn có dám chơi và dám nghịch hay không? Đó, một cái động cơ. Đó. Bóp gió, bóp xăng. Đấy. Bóp xúc bắp. Đủ các kiểu. Thì ắc các bạn sẽ giỏi trong một tương lai. Luyện liên tục tì trong vòng một ngày, nếu các bạn có kiến thức thì các bạn sẽ là cao thủ FI. Giống như mẹ với thằng làm nồi chống gợn thì mẹ điên, tôi lại cân luôn 1 tỷ trên Việt Nam này giờ chứ làm nồi chống gợn. Đấy, tới đây ăn ngủ, có gái lo ở nhà nghỉ, giải quyết cái xe tôi trong vòng 1 tuần, ngày nào cũng cho chạy hết. Tôi cho mấy lính đóng cửa hàng luôn, 1 ngày em cứ chạy thôi. Chạy mẹ hết 1 tuần xong mà những cái dàn xe của anh mà làm nồi mà con nào mà hết gợn đúng trả 1 tỷ. Đéo nào dám làm hết điều đấy, toàn là phét lác. Anh em hiểu không? Đó, cái dàn xe tôi chục con. Mang cái gì tới làm nồi làm, tôi có mấy thằng lính hoặc là tôi thuê thêm người. Ăn xong bọn nó chỉ có chạy trên đường trường thôi. Chạy đủ các loại vận tốc. Trong vòng 1 tuần test lại 10 con xe đó. Ok, nhưng lúc đầu tiên làm không gợn. Mẹ tôi trả luôn 1 tỷ. Đấy, ăn ở đây, ở nhà nghỉ khách sạn. Còn làm nồi xong thì mẹ ra test vòng ra ngoài ok rồi. Thế mẹ đây phết lạc. Mẹ tôi chấp luôn cả cái bố đời ở trên nồi này luôn. Giỏi thì đéo bao giờ mở cửa hàng hết. Mẹ mới làm thợ tiện hay là nói phét ở trên mạng hết. Anh em hiểu không? Giỏi là ắc là Honda ngay. Tất cả nồi của bên ở Honda hoặc là Yamaha hoặc là Piaggio mời các bố đi ngay. Đấy, các bố chỉ cần không cần bán công ngộ. Bây giờ người ta ra 1000 con xe. Đấy, tôi không cần biết làm gì cho ăn. Bây giờ những xe này tôi ra thị trường hay bị lỗi. Đấy, các anh khắc phục cho tôi. Không cần chỉ cho tôi. Đấy. Thì các bạn làm hết cả cuộc đời. Đấy, cứ chỉ. Đấy, vớt kiểu này đi bố này. Nói chuyện với tổng giám đốc. Đấy, tập đoàn của công ty hãng Honda, Piaggio, Yamaha. Mẹ đây mở nhiều bố mở cửa hàng nhỏ như cái lá lúa ấy. Mẹ ngày làm được đâu 5-10 bộ nồi. Thì mẹ hot trên mạng bán nhanh cho nó cố để nhanh có tiền. Tối về nhà có lon gạo. Mà hơi tí thì mẹ nào thì mua men xoắn. Nào thì tay thổi tỷ số truyền. Nào thì vớt cái bài nồi này này. Em đi nhẹ. Gia tốc được 20 đến 30 km một giờ. Nói xấu với anh em nói hơi tục con cặc. Bị mẹ động cơ đéo làm mà làm nồi đòi gia tốc. Đấy, anh em hiểu không? Thì mẹ mới thắn trên mạng cứ bảo làm cái nồi xe tay ga đi lò xo này đi bi này êm hơn zin. Ra chạy êm hơn zin, hết gợn, hết rung. Rồi gì? Ra đường trường ví dụ con xe là 100cc, nó chỉ có chạy được 9 mấy cc, ra gia tốc được 20 km.
có thể là 100 chạy 120. Nhiều lúc tôi nghĩ bà con củ cặc thì mẹ xăng gió không chịu, mẹ xúc bắp thì không mở, xúc bơm bít tông bạc thì không lên quả. Ừ, mẹ thì lấy gì mà để nó nạp, hút vào phải thả ra. Đây mới ông làm có một cái nồi không thì làm cái gì, anh em hiểu không? Nên nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng người ta viết một cái trang giấy nó quá hay và hoàn hảo, bởi vì tất cả đó là cái gì, ăn xong nó chỉ là 30 phút đầu tiên trước khi viết một bài viết. Nó phải nghiên cứu viết làm sao để cho nó hay, để đưa vào cái người đọc nghĩ rằng người này chuyên sâu hiểu rộng, mo men xoắn động cơ vớt căn như thế này. Đó, đó, để cho anh em đọc những cái dòng tin nhắn, những cái dòng comment, người ta cứ nghĩ rằng người đó là hiểu sâu, thâm rộng, ở có học thức cao, chắc người đó học được nhiều và làm được nhiều. Mẹ coi cái tiệm có cái mẹ gì đâu, tay rồng nhớt há mồm, vật vã hết ngày này qua ngày khác, đứng hai cái chân, mẹ muốn gãy mẹ luôn. Đấy, đơn giản như mới bố mà làm được tiện phép, đứng hai cái chân từ sáng đến chiều, đứng muốn gãy mẹ chân luôn. Ở xong khi lúc mà đứng bỏ chân là nghỉ giải lao. Rồi lên ý tưởng viết bài. Bởi vì hôm nay móm thì mẹ đứng gãy cả chân, mà hôm nay móm không thu nhập phải viết bài. Viết bài để những anh em thợ đọc những cái dòng comment ấy cảm thấy hay. Ồ, nghĩ rằng mình tài để ngày mai bán thêm vài bộ nồi nữa để kiếm ít tiền. Cũng như thời gian đứng như vậy, nhưng hôm nay chúng ta kiếm được ít tiền hơn. Đấy. Anh em hiểu không? Thì mẹ nó cứ phét lác đéo tả được mấy thằng, thì mẹ cứ hô mưa gọi gió. Thì cái gì nó cũng có quan điểm như vậy, chứ làm xe cũng vậy, làm nhiều có kinh nghiệm, làm nhiều ắt chúng ta sẽ thành công. Và cái quan trọng chúng ta phải đụng hàng ngày. Còn cái nồi thì mẹ nó chỉ có vớt chừng đó thôi, độ hở từng đó thôi, khuân chừng đó thôi, đúng không ạ? Si rơ chuông, chuông nào dinh thì dục. Đó, rồi lên vớt cho quả chuông nó giòn, tròn. Rồi bố kiểu này, bố carbon, bố xù, đủ các loại bố, bố Thái, bố Nhật, rồi bố Hàn Quốc lắp vào, rồi lại lên chậu lại vớt. Thế thôi, toàn là móm mồm hết. Về nhà nó hành bỏ mẹ hết. Chỉ có nhất đồ và nhì nghề thôi. Mẹ đồ nhiều vào thì chẳng có sợ bố ra nào nó hành hết. Nhưng chúng ta phải biết là cái dây này dây mát, dây này là nguồn 5V, dây này tín hiệu sung. Tất cả những cái dây ở trong IC các bạn không được ngâm ở trong sườn quá lâu. Được chưa? Đấy. Dây từ mà mobin, từ IC tín hiệu sung cho mobin mà anh em hay gọi là dập mát cho mobin, không được dí vào sườn lâu để kích hoạt đề. 5V không thể nào ngâm ra sườn lâu. 3 pha không thể nào chạm nhau. Thì bố con IC tôi nói là bẻ bố nó chẳng bao giờ chết được. Đấy, do anh em chẳng biết cái dây này dây màu hồng hay dây màu xanh thì anh em cứ thí mạng. Thì nó chết. Ở đây tôi sẽ làm cái video như vậy. Thật sự IC ở đây tôi bán ra tôi đều test hết cho anh em rồi. Đấy, về nhà trước khi lắp gọi cho tôi. Đấy, hoặc là đừng bao giờ cắm nhăn, gọi cho tôi anh em mình video cái khoảng 5 phút kiểm tra tôi khoảng vài vấn đề. Đấy, thì nó không bao giờ chết được. Bây giờ các bạn thấy trung tâm đào tạo trên Việt Nam thì mẹ giờ ế thối mồm hết. Có thằng mẹ nào mở lớp ra luôn luôn được 20 học viên không? Một năm thì mẹ may lắm khai giảng được 2 đến 3 lần hết mẹ rồi. Nào thì tuyển thuê nhân viên, nào thì thuê xe, nào thì thuê mặt bằng. Rồi bây giờ dạy các bạn ra khoảng 10 ông, 20 ông ra, mọi người thử coi, chia 2, chia 3, chia lung tung, tiền xe chở tới, giao lưu, đi tới đi lui. Rồi nào thì tiền thuê. Mấy cái chỗ bố mà dạy các loại trung tâm cấp bố đấy, còn đéo có bố nào có nhà. Đa số là dạy là thuê hết. Anh em hiểu không? Thuê ở đây trong vòng khoảng 1 tuần hoặc là tháng, 2-3 tháng thì bao nhiêu tiền. Xe cộ thì các bố có thì các bạn, các bố di rời đến. Không bố thì các bố ra mới bọn buôn xe. Thuê một ngày khoảng 1 triệu, 2 triệu gì đó. Rồi, thì thằng lái bây giờ tự nhiên bây giờ làm gì? Có xe chưa bán được, cho mày thuê 1 triệu đi. Miễn sao con xe đấy, tao cho mày thuê nổ máy, mày trả lại tao nổ máy là ok. Đấy, về nhà cho mấy ông học viên thì mẹ bần ra ban đánh tá lả tí tung. Có mẹ nào trên Việt Nam này một năm đào tạo được 5 khóa, tháng thuê mặt bằng vỡ mồm luôn luôn thì mẹ phải tính toán để kiếm tiền. Mặt bằng nó có rẻ đâu, chưa kể đó làm ăn chia. Thà một ngựa chạy một ngựa thì một là ăn đủ, thứ nhất là nó đỡ phải khổ. Còn bố mẹ nào không có thì mẹ chia 2, chia 3 đủ các kiểu. Rồi xong dạy này đầu người 10 triệu, rồi chia 2, chia 3, chia 4, chia không công bằng thì lại chửi nhau.
Đủ mà chửi như chó như mèo ấy. Các bạn có hiểu mẹ đâu khi các bạn xuống núi. Tiền kết toán giữ rồi ăn này. Rồi đẳng cấp chia cho ăn này 40%. Hai ăn này 30%, ăn kia 30%. Đủ mẹ chia đéo đều. Chửi địt mẹ lộn xộn lên. Rồi nhiều lúc các bạn đã xuống núi rồi các bạn có hiểu đâu. Trong cuộc thì các bạn mới hiểu rằng mẹ cuộc đời này ăn chung ăn chia nó phê lắm. Đó. Tôi nói có đúng không quý vị? Đúng tôi sắp like. Ăn cái quẹt thầy tử. Hoàng Thị Hiếu đúng không? Nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng mẹ những cái nơi này đào tạo là những cái mặt bằng của người ta, xe người ta, mẹ người ta mẹ thuê hết đấy. Tùy ông. Nhiều thằng đào tạo phá giá bỏ mẹ ra 5 triệu. Bởi vì bây giờ đéo đi dạy thì lấy đéo gì mà xấu. Có nghề tay trái tay phải đâu ngoài nghề dạy. Mới là bán công nghệ máy móc. Công nghệ máy móc thì hiện tại bây giờ nó bão hòa rồi. À, bão hòa rồi, ít người mua rồi. Bởi vì anh em thợ người ta phải đi tìm hiểu chỗ nọ chỗ kia. Mua coi có khuyến mãi gì không. Có tặng cái gì không. Đấy. À, có hỗ trợ gì không. Rồi bão hòa. Nhưng thật sự nhiều công ty bây giờ nuôi 5-7 nhân viên. Không đi dạy giá rẻ thì lấy cái gì mà để nuôi nhân viên. Không nhân viên thì đương nhiên cái bộ đầu của mình xử lý không kịp. Thì bây giờ chúng ta phải nuôi nhân viên. Nuôi nhân viên chẳng lẽ bây giờ nó làm cho mình là không đồng. Mẹ chưa kể mấy nhân viên tháng này nó bảo ok. Anh ơi lên lương. Không lên lương là huýt bay. Thế thì toang. Đấy anh em phải hiểu. Mẹ anh em cứ nghĩ rằng người ta kiếm tiền người ta đẳng cấp. Đẳng cấp gì? Mẹ người ta lo ăn hàng ngày. Luôn luôn phải tính toán hàng tháng. Tháng này lời bao nhiêu, chi bao nhiêu. Đấy để tiếp tục người ta làm một chiến lược. Để tháng sau tiếp tục người ta lên đường. Đấy thì nó đơn giản như vậy thôi. Còn bây giờ tôi nói một cái thật. Anh em nào cứ ở bên tôi thì về sau tương lai tất cả nó đều là miễn phí. Anh em hiểu không? Nhưng anh em phải nghe tôi. Đấy anh em về nhà đầu tư con xe gì đó. Anh em bây giờ xe chẳng đầu tư học thì chẳng học. Tối anh em lướt trên mạng Facebook hoặc là fanpage. Coi thằng thầy thằng bà nào chia sẻ cảm thấy hay thì học. Thằng nào không hay thì chặn luôn Facebook nó. Nó đỡ bị loạn cái đầu này. Anh em hiểu không? Bởi vì cái gì anh em cũng nhét vào trên mạng ở trên Việt Nam. Thầy bà chia sẻ anh em cứ nhét vào. Mỗi thằng nhét một tí nó thành là cái gì. Nếu anh em không thanh lọc được thì ở trong này nó sẽ bị loạn. Bởi vì anh em suy nghĩ rằng cái thằng Ni đủ mà dạy kiểu này, thằng kia dạy kiểu này. Thế thì anh em lại phải nhức đầu, anh em lại phải suy nghĩ ồ thế nào là đúng nhỉ. Đồ mẹ giờ thằng này cũng dạy con cảm biến như thế, nguồn 5V CCC. Ồ điện áp cố định. Mẹ nó phải là 5V. Thằng kia thì bảo chuyên sâu. Nó làm con chiết áp. Đấy, khi chưa kéo ga thì điện áp ở mức này. Kéo ga điện áp thay đổi gửi về C. Đấy. Đấy, nhét vào nhiều thì thành bãi rác. Đấy, anh em hiểu không? Còn tôi thật sự thầy bà trên mạng này cứ cầm cái máy mà đi phải ho trên Facebook. Tôi chẳng kiêng nể bất kỳ thằng đéo nào làm phun xăng điện tử này hết. Thà anh em không lên mạng nổ, tôi luôn luôn tôn trọng. Bởi vì chúng ta đều là anh em đi trước, chia sẻ cho những người đi sau. Còn địt mẹ đừng có nói là chuyên sâu chuyên cái đéo gì hết. Tôi ghét nhất những cái thằng chuyên sâu. Hơi tí thì mẹ cứ mở mồm ra. Một là thầy, hai là thầy. Thầy cái mẹ gì. Thì mẹ mất tiền đi học thì ông phải chỉ. Rõ ràng chỉ hết bộ phận của ông. Những cái gì ông đang có. Còn đừng nói ở đây là về anh em nào. Tùy theo anh em làm được, anh em làm không. Nó tùy vào cái tư duy. Thì mẹ nhiều bố này, anh em đi học bố kia bảo thầy thì dạy đéo được. Bởi vì người ta dạy hết mẹ bài rồi. Còn người học được hay không, đó là tùy theo. Mỗi cảm nhận, mỗi cái là tiếp thu, nó nghe được, nó lọc được, đúng hay là sai để nó đưa vào. Còn bây giờ cứ nghe vào đây tọt mẹ kia như kiểu cái quạt nó lùa. Đấy, quạt vào nó lùa ra thì làm sao mà vào được. Nên nhiều thắn cũng bảo đừng bảo cái trung tâm này dạy dở, trung tâm như dạy dở thì mẹ bản lắn của các thắn thì mẹ tới đéo đâu. Nói thật luôn. Đó là những thắn nào mà địch mẹ u trên 40 tuổi, địch mẹ riêng FI này nó chẳng là nghĩa địa gì cả. Nào thì tiến sĩ, thạc sĩ, mẹ gì cũng vậy.
Thấy em hiểu không? Cái quan trọng là làm thực tế. Thì mày một ngày xỉa được bao nhiêu tiền? Tư vấn làm sao để làm nồi, làm phần mềm, xúc họng ga, kim phun, vệ sinh nồi niêu xong chảo, bi lắc thì thay, hot hay thì có tiền. Đấy. Sao Sơn Nam? Đấy. Mày làm nhanh có khoảng vài trăm triệu, tiếp tục đi đầu tư, kinh doanh tay trái, buôn bán cái gì đấy. Đấy. Bỏ 200 triệu ra một tháng thu về khoảng 1 triệu cũng được. 10 triệu chứ. Đấy, hay 5 triệu cũng được. 100 triệu thì gửi ngân hàng tháng khoảng được 600 nghìn. Thì bây giờ bỏ ra 100 triệu làm sao tháng về thu về 2 triệu cũng được. Lợi nhuận lúc này hơn 1 triệu tiền ngân hàng. Ok, vứt ra 100 đi kinh doanh. Đấy, tháng này thu về khoảng được 1 triệu, 2, 3 triệu gì đấy. Nó lại đẻ ra 100 lẻ mấy triệu. 100 lẻ mấy triệu dần dần lại tăng lên 101. Rồi dần lên lại lên 200. Rồi cứ 200 cứ từ 201, 202, 203 từ từ. Đấy, còn bây giờ có 100 triệu bỏ ngân hàng thì thật sự không giàu được. Đấy, 100 triệu bây giờ mua khoảng 5 con lít hoặc là 2 block về nhà mông má bán. Con về nhà lời 500 1 triệu cũng được. Mua bán xe cũ. Rồi, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Mình offline ăn cơm đây. Rồi, những anh em nào mua xe của mình về nhà nhớ gọi cho mình trước khi cắm jack. Sẽ không bao giờ chết. Nhiều bố thì mẹ có mối đào tạo phun xăng điện tử này, vợ ở nhà có làm cái mẹ gì ngoài ra đi chợ. Mới gọi là phè bướm ra chờ các chú buổi tối về phục. Tôi đây hai vợ chồng làm vỡ mồm đây, tiền chưa xin nhê cả. Nên các bố thì mẹ cứ lên trên mạng. Nào thì sơ đồ, mặc điện cái đéo gì. Nó có hư vội đâu, trừ khi anh em thợ người ta yếu tay nghề, người ta chọt nó mới chết. Cứ nồi niêu xong chảo và múc. Rồi, xin chào mọi người. Offline.